Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Hãng thông tấn AFP mới đây có bài viết nhận định rằng quân đội Nga đã tiến quân tại nhiều điểm dọc theo mặt trận trong nhiều tuần nay, kiểm soát lãnh thổ từng ngôi làng một. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ngăn chặn của Ukraine, chứ chưa nói đến việc đẩy lùi quân đội Nga đang tiến tới. Theo phân tích của AFP về dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, quân đội Nga đã kiểm soát được 478 km2 lãnh thổ kể từ đầu tháng 10. Đây là mức tăng lãnh thổ hàng tháng lớn nhất kể từ những tuần đầu của cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Medusa, một trang web đối lập của Nga đã bị Moscow chặn, cho biết Nga đã ở thế tấn công trong suốt một năm. Báo cáo cho biết thêm, tuy nhiên, tuần qua là một trong những tuần khó khăn, nếu không muốn nói là khó khăn nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian đó. Cựu đại tá quân đội Pháp Michel Goya, đồng thời là một nhà sử học cho biết, chúng tôi đã chứng kiến sự tiến triển này diễn ra nhanh hơn với cảm giác rằng nó không thể dừng lại. Chiến lược gây sức ép của quân đội Nga ở mọi nơi mọi lúc trong khi chờ đợi hàng phòng thủ Ukraine nứt vỡ hoặc sụp đổ. Alexander Kramchikhin là một nhà phân tích quân sự Nga tại Moscow cho biết, không có địa điểm nào riêng lẻ có tầm quan trọng lớn, nhưng khi kết hợp lại, chúng sẽ đại diện cho một thành công lớn của quân đội Nga. Sự tiến triển của quân đội Nga mặc dù không nhanh, nhưng cho thấy tình hình ngày càng xấu đi ở Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Moscow vẫn duy trì ưu thế về pháo binh, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga đã biến nền kinh tế của mình thành một cỗ máy xung đột, với sự hỗ trợ từ các đồng minh được cho đứng đầu là Iran và Triều Tiên. Nhà phân tích Kramchikhin cho biết, ngành công nghiệp thời chiến của Nga sản xuất nhiều vũ khí hơn những gì Ukraine nhận được. Cựu đại tá quân đội Pháp Michel Goya cho biết, đầu năm nay, việc Quốc hội Mỹ đóng băng gói viện trợ trị giá nhiều tỷ đô la đã làm chậm đáng kể việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi 3 triệu quả đạn pháo của Triều Tiên đã đến các nhà kho của Nga. Ông cho biết, Moscow đã phát triển một hệ thống dẫn đường cho bom, đồng thời nói thêm rằng khoảng 1.600 tên lửa đạn đạo KN-02 của Triều Tiên đã tấn công Ukraine. Thay vì kiểm soát từng thị trấn một, quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật siết chặt, ông Goya nói. Nguyên tắc là đe dọa bao vây các nhóm quân đối thủ và sau đó buộc chúng phải rút lui. Dần dần, sự tiến công của quân đội Nga được cho là đã làm suy yếu tinh thần của người Ukraine. Kiev đang phải vật lộn để tuyển quân, trong khi tình trạng mất tổ chức và tham nhũng của quân đội tạo điều kiện cho tình trạng đào ngũ và từ chối chiến đấu. Một nhà lãnh đạo quân sự Pháp giấu tên cho biết, chính phủ Tổng thống Volodymyr Zelensky trước sự mệt mỏi vì xung đột của dân thường đang phải vật lộn để huy động lực lượng. Vừa qua, Kiev đã công bố chiến dịch huy động mới nhằm mục đích tuyển dụng 160.000 người trước nỗi lo sợ về việc Nga triển khai quân đội Triều Tiên để tăng quân số lên 85%. Ngược lại, các chuyên gia cho biết Nga đang phải chịu tổn thất nặng nề. Chuyên gia Ivan Kalis thuộc Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế ICDS tại Estonia cho biết với tốc độ hiện tại, Nga sẽ hoàn thành việc kiểm soát phần còn lại của vùng Donbass thuộc Ukraine sau vài tháng với cái giá cực kỳ đắt đỏ. Trong khi đó, phương Tây đang trì hoãn, kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky đã chia rẽ các đồng minh, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đã tạo ra sự bất ổn. Chuyên gia Kalis cho biết, có vẻ như Ukraine sẽ sớm nhận ra rằng họ cần phải thay đổi hướng đi và việc dựa vào các đối tác phương Tây sẽ trở thành một chiến lược phản tác dụng trong tương lai gần. Ngày 30 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko tại Bắc Kinh. Hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà cả hai quốc gia cùng quan tâm. Phát biểu từ buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Nga là đối tác phối hợp chiến lược toàn diện. Sự phát triển trong quan hệ song phương không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của tình hình quốc tế, không nhằm vào bên thứ ba và không bị can thiệp bởi bên thứ ba. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ Trung-Nga đã duy trì đà phát triển lành mạnh, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước và đóng góp vào việc bảo vệ tôn chỉ, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, cuộc họp thượng đỉnh BRICS được tổ chức thành công vừa qua đã thúc đẩy tiến bộ của cơ chế này, thúc đẩy sự đoàn kết và tự lực của phương Nam toàn cầu, đồng thời đóng vai trò xây dựng quan trọng đối với hòa bình và ổn định thế giới. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, nguyên thủ Trung Quốc và Nga đã tổ chức cuộc gặp lần thứ ba trong năm nay tại Kazan, Nga và đạt được sự đồng thuận mới. Hai bên cần hợp tác trên nhiều lĩnh vực và trao đổi ở các cấp, thực hiện tốt đồng thuận mà nguyên thủ hai nước đạt được. Trung Quốc đã đảm nhận vai trò chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và sẵn sàng kết nối, phối hợp chặt chẽ với Nga cùng thúc đẩy sự phát triển mới của SCO. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Rudenko đánh giá quan hệ Nga-Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử.
ngoại giao nguyên thủ đã tạo nền tảng tốt cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Nga sẵn sàng cùng với Trung Quốc thực hiện các thỏa thuận mà nguyên thủ hai nước đạt được, tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác thực chất, tiếp tục duy trì phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy sự phát triển mới của quan hệ Nga-Trung. Trước đó, ông Rudenko cùng với trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Bân và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã tiến hành tham vấn song phương về quan hệ Nga-Trung, nội bộ khuôn khổ SCO về các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương và họp với đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga diễn ra vào thời điểm nhạy cảm trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước đó, hôm 28 tháng 10, Mỹ thông báo Triều Tiên đã cử khoảng 10.000 binh sĩ tới miền đông nước Nga để huấn luyện và có thể tăng viện cho quân đội Nga trong vài tuần tới. Ngày 30 tháng 10, kênh truyền hình CNN của Mỹ dẫn nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận của giới lãnh đạo Iran cho biết, Iran có thể tung đòn đáp trả dứt khoát và đau đớn vụ không kích của Israel. Thông tin này cho thấy giới lãnh đạo Iran có thể đang thay đổi quan điểm sau những nỗ lực ban đầu nhằm giảm nhẹ tổn thất của đòn tập kích và phát tín hiệu rằng nước này có thể không đáp trả. Nguồn tin của CNN không nêu cụ thể thời điểm Iran tung đòn trả đũa Israel, song cho biết chiến dịch có thể sẽ diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre kêu gọi Iran không nên đáp trả cuộc không kích của Israel, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ Israel phòng thủ khi nước này bị tấn công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller không đánh giá về những gì mà Iran có thể hoặc không dự định làm, song nhắc lại quan điểm của Washington rằng Iran không nên đáp trả tên Aviv. Ông Miller cũng không cho biết liệu Iran đã báo tin cho Mỹ về ý định trả đũa Israel trước cuộc bầu cử hay chưa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói, tôi sẽ không đề cập về các cuộc tiếp xúc giữa hai bên, dù trong thực tế hay tưởng tượng. Chúng tôi đã nói rõ ràng rằng Iran không nên tiếp tục leo thang xung đột và họ hiểu thông điệp đó. Trước đó, rạng sáng ngày 26 tháng 10, loạt tiêm kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phóng tên lửa tấn công một số cơ sở quân sự và trận địa phòng không của Iran để đáp trả vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo của nước này hồi đầu tháng 10. Israel cảnh báo sẽ phản ứng quyết liệt nếu Iran trả đũa vụ không kích này, trong khi lãnh đạo tối cao và Tổng thống Iran tuyên bố sẽ đáp trả phù hợp. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC lại đưa ra những lời đe dọa trả đũa quyết liệt hơn. Nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức đã kêu gọi Iran không tiếp tục tập kích Israel để xuống thang căng thẳng. Ngày 31 tháng 10, các nguồn thạo tin cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đang sắp xếp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề một hội nghị quốc tế dự kiến diễn ra giữa tháng 11 tới. Nguồn tin cho biết tại cuộc gặp này, Thủ tướng Ishiba sẽ kêu gọi khôi phục việc xuất khẩu sản phẩm hải sản sang Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đồng ý dỡ bỏ dần lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Lệnh cấm này được áp dụng sau khi nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima được xả thải ra biển vào tháng 8 năm ngoái. Ông Ishiba cũng dự định thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy đối thoại kinh tế cấp bộ giữa hai nước. Theo kế hoạch, Thủ tướng Ishiba sẽ tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 tại Peru và hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tại Brazil. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng ông Ishiba được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng vào triển vọng thúc đẩy mối quan hệ hai bên cùng có lợi về mặt chiến lược. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, ông Ishiba đã có cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Lào trong chuyến công du ngoại giao đầu tiên với tư cách là nhà lãnh đạo Nhật Bản. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc và Nhật Bản vướng vào tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã có những dấu hiệu cải thiện. Trung Quốc gần đây đã đồng ý dỡ bỏ dần lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản và cả hai bên cùng đã được nhất trí về cơ chế giải hạn, cho phép Bắc Kinh giám sát việc xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.